Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em học bài có tựa đề Bà tôi của quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Các em hãy mở quyển vở ra trang số 39. Cô sẽ hướng dẫn cho các em làm bài nha. Bài 4 Bà tôi. Đầu tiên các em sẽ nghe và viết bài bà tôi từ tối nào cho đến hết. Phần này các em sẽ mở quyển sách giáo khoa ra, trang số 69 các em viết vào. Phần viết này cô sẽ để cho các em tự viết ở trên lớp học của mình. Bây giờ cô chuyển sang câu số 2. Câu số 2, các em sẽ viết tên người thân theo thứ tự bảng chữ cái. Bảng chữ cái của chúng ta có âm a á ớp a bờ cờ giờ đờ đó. Thì bây giờ ở nhà các em ví dụ như bố, cô ví dụ bố tên An thì âm a các em sẽ viết trước nè. Rồi mẹ, ví dụ như mẹ tên Bình thì a xong rồi tới b thì chúng ta sẽ ghi âm tới âm bờ. Rồi các em tên, em tên là Hưng, cô sẽ ghi tới âm hờ. Rồi em của bạn Hưng tên là Mai thì viết tới âm mờ. Ví dụ như cô vẫn còn một người em nữa tên là âm sờ thì chúng ta sẽ viết là bạn em Sơn tên là âm sờ ở phía sau. Các em xem lại câu số 2, cô lưu ý tên người thân của chúng ta không giống nhau, các em sẽ viết khác nha, mỗi các bạn sẽ viết khác nhau. Câu số 3, các em sẽ điền vào cái chỗ trống ở bên dưới câu A chữ L hoặc là chữ N. Rồi ngọt ngào lời ru của mẹ, cánh cò cổng nắng lượn bay, mênh mông đồng sắc đồng xanh sắc lúa, ơi à giấc ngủ thật sai theo Phạm Hải Lê. Các em ghi điền vào đây âm L hoặc là âm N. Xuống dưới đây đó, âm L. Câu B tương tự câu A, câu B thì sẽ có vần U O N UN hoặc là U O N UN và các em thêm cái dấu thanh nếu cần thiết. Muôn vì sao còn ngủ, như vậy muôn u o n un. Chuông đồng hồ chưa rung, nhưng bà luôn dậy sớm, pha nước trà cho ông theo Nguyễn Lãm Thắng. Cô chuyển sang câu số 4. Câu số 4 các em sẽ được viết 2 đến 3 từ ngữ. Câu A, các em sẽ viết 2 đến 3 từ ngữ có tiếng chăm, có tiếng chăm. Cô ví dụ như là chăm sóc. Rồi còn gì nữa, chăm ngoan, chăm chỉ, chăm lo, vân vân. Chúng ta sẽ viết từ 2 đến 3 từ. Rồi chăm ngoan, phải chăm chỉ, chăm lo, có chuyện xuống câu B thì các em cũng viết từ 2 đến 3 từ ngữ có tiếng thương. Có ví dụ như là thương yêu, yêu thương, thương nhau, như thương nhớ chẳng hạn. Rồi có tiếng thương, thương yêu, yêu thương hoặc là thương nhau,
có thể là yêu thương. Rồi, nhớ thương. Chấm. Các em xem lại câu 4 trước khi cô chuyển sang câu số 5. Câu số 5 các em sẽ chọn ở một nhóm. Xin lỗi, các em sẽ chọn ở mỗi nhóm một từ để viết thành câu. Bây giờ cô có 3 cái nhóm nè. Các em sẽ lấy một từ ở nhóm thứ 1 để ghép một từ ở nhóm thứ 2 và nhóm thứ 3 để chúng ta viết thành câu. Các em lưu ý các em sẽ chọn những cái từ ngữ mà chúng ta ghép lại có nghĩa với nhau. Cô ví dụ như là cháu, thì cô chọn từ cháu. Cháu chăm sóc ông bà, hoặc là cháu chăm sóc cha mẹ. Xin lỗi, cháu sẽ chăm sóc ông bà. Rồi, các em sẽ ghi vào đây là cháu chăm sóc ông bà. Các em cũng có thể ghi là cháu yêu quý ông bà, hoặc là ông bà thì động viên cháu. Cũng có thể là con yêu quý cha mẹ. Rất là nhiều câu để chúng ta ghi vào. Đầu tiên sẽ là ông bà. Ông bà chăm sóc. Ông bà chăm sóc cháu. Rồi, ông bà yêu quý cháu. Cũng có thể là ông bà giúp đỡ cha mẹ. Rồi, cháu yêu quý ông bà. Cháu yêu quý ông bà. Hoặc là cha mẹ chăm sóc con. Cha mẹ chăm sóc con. Chấm. Các em xem lại bài trước khi cô chuyển sang câu số 6. Câu số 6. Câu số 6 các em sẽ viết từ 2 đến 3 câu nói về tình cảm của cháu đối với ông bà. Rồi, các em có những cái tình cảm nào đối với ông bà các em có thể viết ra. Cháu rất yêu quý ông bà. Cháu rất yêu quý ông bà. Chúng ta đã viết được một câu rồi. Các
Các em cũng có thể viết là cháu thích trồng hoa quả với ông bà. Thích trồng hoa quả với ông bà. Các em cũng có thể viết là cháu mong ông bà luôn luôn khỏe mạnh. Cháu mong ông bà luôn luôn khỏe mạnh. Chánh. Cũng có thể là cháu yêu bà nhất. Chấm. Các em xem lại câu 6 trước khi cô chuyển sang câu số 7. Số 7, các em sẽ viết cái bưu thiếp chúc mừng sinh nhật một người thân dựa vào những cái gợi ý ở dưới đây. A, các em sẽ viết cái bưu thiếp gửi cho ai? B, các em sẽ viết bưu thiếp đó nhân cái dịp gì? Và câu C, các em sẽ viết những cái nội dung gì trong cái bưu thiếp? Như vậy, A, các em sẽ viết bưu thiếp gửi cho ai? Bưu thiếp các em gửi cho ai? Ví dụ như mình gửi cho mẹ, cho ông, cho bà hay cho ba thì các em sẽ viết vào. Cô ví dụ như là ba kính yêu, như vậy các em sẽ viết bưu thiếp gửi cho ba. Ba kính yêu. Chấm than. Nhân dịp sinh nhật của ba. Nhân dịp sinh nhật của ba. Nhân dịp sinh nhật của ba. Chấm. Còn chúc ba luôn mạnh khỏe. Còn chúc ba luôn luôn mạnh khỏe. Vậy, hạnh phúc bên gia đình mình. Chấm. Các em xuống sẽ ghi tiếp là con trai ba rồi các em tên gì thì chúng ta sẽ ghi vào
Rồi, đây là cái cách để cho chúng ta viết một cái bưu thiếp để mừng sinh nhật của người thân hoặc là bạn bè trong gia đình chúng ta. Phần cuối cùng đó là câu số 8. Các em sẽ viết vào cái phiếu đọc sách những cái điều mà các em chia sẻ với bạn sau khi các em đọc một bài văn về gia đình. Các em đã được học bài văn có tựa đề Bà tôi. Bà tôi. Tác giả là Thu Hà. Hình ảnh đẹp đó là trong bộ áo bà ba và chiếc nón lá quen thuộc. Cũng có thể là mái tóc bà đã điểm bạc. Hoặc là bà thường xõa tóc để không khô. Cũng có thể là đầu bà có những cái sợi tóc sâu. Hoặc là giọng bà ấm áp đưa tôi vào giấc ngủ. Giọng bà ấm áp. Đưa tôi vào giấc ngủ. Chấm. Bài học của cô ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Các em nhớ ấn nút đăng ký kênh và cái chuông bên góc tay phải để là người nhận được những bài học mới nhất từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những bài học lần sau.